Kính chào các bạn đến với kênh 3D Teaching Emotion của chúng tôi. Bài học hôm nay chúng tôi sẽ chỉ các bạn một cái công cụ hay sử dụng, đó là công cụ MU. Công cụ MU là cái biểu tượng công cụ MU là công cụ này. MU Stress Copy Array Select Entity. Đó là nó vừa là vừa MU nè, vừa copy nè và vừa array theo cái số lượng của cái vật thể. Kênh 3D Teaching Machine, chúng tôi dạy những hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao, những cái tiếp hướng dẫn học thuật đơn giản cho các bạn. Các bạn nhớ click vô đăng ký để theo dõi những hướng dẫn mới nhất của chúng tôi. Khi mà có những hướng dẫn mới nhất thì Gmail, YouTube, liên kết với nhau sẽ gửi về mail với các bạn. Thì chúng ta bắt đầu thao tác học định mô với các bạn. Sau khi chúng ta đã học những cái lệnh cơ bản thì chúng ta dùng một click tăng. Rồi, click tăng chúng ta dán click tăng bất kỳ đi, rồi chúng ta bút lên. Bút lên ha. Rồi, ok. Bây giờ là chúng ta tạo một cái đối tượng. Copy một đối tượng. Copy đối tượng này cũng 3M, rồi bấm Ctrl, Ctrl. Click click vô cái điểm baseball là cái điểm bắt đầu copy. Rồi chúng ta bắt qua đầu qua đây, copy qua đây đó, nào là hai đối tượng. Chúng ta tôi làm lại nha các bạn. Chúng ta chọn đối tượng, chúng ta chọn từ trái và phải, trái và phải, chúng ta bấm M, bấm MB, rồi xong bấm Ctrl từ đây qua đây đó, thì chúng ta có thể nhập kích thước cụ thể. Đây là kích thước là 300.000, đó là kích thước cụ thể của cái lệnh của lệnh mua chúng ta. Bây giờ ta có thể là thực hiện cái thao tác lại đi, ta bước lên. Nếu các bạn không bấm Ctrl sẽ là thế nào? Đây, không bấm Ctrl thì nó sẽ là mu, mà mới bấm đó là di chuyển đối tượng, còn bấm Ctrl thì nó sẽ là copy. Đó đó là khác nhau giữa mu và copy của cùng một lệnh, chỉ có khác nhau chỗ Ctrl thôi. Đó thì cũng là stress đối tượng, là các bạn stress đối tượng thì các bạn đây bạn chọn một cái bạn giúp công cụ chọn đây. Các bạn bấm M lên, bạn kéo lên này, đó đó là stress đối tượng. Thì mua và copy hôm nay chúng tôi sẽ chỉ thêm một cái chiêu rất là độc đáo của cái lệnh mua và copy, là cái lệnh array. Array cũng trong trong script thôi các bạn. Các bạn vẽ kích thước cụ thể nha, việc tăng các bạn vẽ là 5.000, 50.000 đi, 5.000, 50.000, rồi các bạn vẽ một cái 15.000, 150.000 đi. Rồi các bạn thấy một cái này không? Các bạn bút lên, bút lên, bấm B, B phở. Chúng ta đã học rồi, nhưng mà cái bài học kỳ trước thì các bạn có thể theo dõi những cái bài học đó trên website dạy bài mắt chúng tôi, những cái lệnh từ cơ bản đến nâng cao. Bút lên nè, các bạn bút lên thì ở đây chúng tôi bút lên là 50.000 đây. Rồi bây giờ các bạn thấy khoảng cách từ đây tới đây, các bạn dùng lệnh lệnh này đo đo các cách đây tới đây là 150.000. Bây giờ chúng ta muốn nó cách khoảng của nó là cách khoảng từ 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 nó từ đây qua đây là 50.000 đi, thì các bạn có thể giờ chọn dùng công cụ Select Tool, chọn cái đường thẳng trong cái đối tượng này. Các bạn bấm Ctrl, rồi các bạn bấm Ctrl qua đây, ví dụ như là 50.000, lỗi 50 vô. Rồi các bạn sau đó các bạn có thể là lít chọn thì bấm space, chọn từ trái qua phải, bấm M, bấm Ctrl, từ rồi sẽ lít cái điểm đầu ở đây, cái điểm cuối ở đây đây, 20.000 là bao nhiêu đối tượng. Ví dụ như chúng ta muốn có 20 đối tượng nó giống vậy, bấm 20, xong rồi bấm chữ X nha các bạn. Đây chúng ta đó, chúng ta được 20 đối tượng đây.
đó là cái công cụ array của chúng ta. Thì công cụ mu nó có thể là mình cũng không cần phải vẽ một cái đường thẳng như hồi nãy, mình cũng đây nó tới đây điểm này đây, bấm control vào đây. Ví dụ như ở đây mình gõ là mình biết cái đối tượng là dài 10 15 ngàn, cái đối tượng này dài là 150 ngàn, thì cộng thêm khoảng cách đến 50 ngàn nữa là 200 ngàn, thì cứ gõ gõ 200 ngàn vô đó, 200 ngàn rồi. Chúng tôi gọi lại nha, nãy tôi gõ là có 20 ngàn nên nó chưa ra, bấm M, bấm Control rồi cho đây, đây là 200 ngàn, có 200, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Enter rồi bao nhiêu đối tượng. Bây giờ chúng ta muốn có 15 đối tượng, gõ 15 x vô đó, thì các bạn thấy không, được 15 đối tượng. Bây giờ nó có một cái thao tác nhanh nữa là bây giờ chia đều khoảng cách này. Ví dụ như tôi có cái đường thẳng này đây các bạn, nãy mình đo là 150 ngàn, bây giờ chúng ta muốn chia cái đường thẳng này là ba đối tượng thôi, bấm M là và chúng ta chọn cái đường thẳng này, bấm Ctrl rồi cho vào điểm cuối, xong rồi đến đây bỏ chia 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 ba đại ba khoảng nha, bấm 3x, bấm 3 thôi, chia 3, đó là chia 3. Tương tự chúng ta chọn cái đường thẳng này, bấm M, bấm Ctrl rồi tới đi đưa Ctrl là chúng ta copy nó tới khoảng cuối, xong rồi chúng ta nhúng chia 4 thì bấm chia và chia ra 4 khoảng bằng nhau đó, 1 2 3 4 4 khoảng bằng nhau. Đó là cái thao tác rất là nhanh của cái công cụ mu mu ở đây, vừa copy vừa mu vừa ray vừa stress, đó là cái hay của Scrum các bạn. Trong cái 3D Max thì nó cũng không có cái thao tác chia đều như vậy. Tôi thấy trong quá trình sử dụng cách đó, tôi thấy cái thao tác chia đều này rất là hay các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng để vẽ một cái tủ nha. Chúng ta dùng cái lệnh này vẽ một cái tủ. Bây giờ chúng ta xóa nha, tôi vẽ một cái tủ là dài 400, chiều rộng là 400, chiều dài là 1.600 đi, 1.600 thì các bạn gõ 400 phẩy 1.600 rồi đây. Rồi bây giờ các bạn dùng lệnh bút, bấm B bút lên cái chân của tủ, bấm Ctrl nha, bạn nhớ bấm Ctrl bút, không cần bấm Ctrl bây giờ nhưng mà thao tác sau á thì mình sẽ bấm Ctrl, bấm về bấm lên là trăm là cái chân của tủ, xong rồi đầu đã bấm Ctrl này các bạn, đây bấm Ctrl lên cái phía trên của cánh tủ á, là mình sẽ là cái tủ sẽ cao 750 thì trên này là 650, không 650 rồi rồi. Ok bây giờ chúng ta sẽ mua xuống cái đằng này để chúng ta vẽ cái nắp của tủ. Nắp tủ thì chúng ta chọn bay, chọn cái đằng này chúng ta mua xuống, chúng ta mua xuống được là mua xuống cái này chúng ta được 25, đó, mua xuống 25 ly rồi, một khoảng cách nữa là chúng ta mua xuống cũng 25 ly rồi. Bây giờ chúng ta bút cái đoạn này lên nha, bút bấm chữ B, bút cái này lên là lòi ra là khoảng 18. Tương tự cái này chúng ta bấm Ctrl, bút ra, bấm chữ B, bút ra 18. Rồi bây giờ chúng ta chia đều những cánh tủ nha, chia đều những cánh tủ, các bạn bấm đây, bạn bấm M, bấm Ctrl ở đây rồi bấm chia cho 4, 4 cánh. Chúng ta có tủ rồi. Bây giờ chúng ta làm những cái khe của những tấm dán, thì có thể các bạn có thể bút 5 ly đó, 5 ly từ 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 những cái khe này của các bạn, bấm M, các bạn chọn nhiều lúc cùng lúc là bấm M cũng bình tròn 5 ly rồi, các bạn bút vô ha, bút vô đây rồi, tương tự double click vào đây đó, double click vào đây rồi, đó là được cái tủ đó các bạn. Chương trình học 3D
AutoCAD, Photoshop, cách open lại chúng tôi đến đây hết. Xin chào tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ lít đăng ký, subscribe vào cái logo màu vàng bên phải. Có lúc đăng ký các bạn lít vô thì những cái những bài hướng dẫn mới chúng tôi sẽ gửi mail về cho các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.